Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách làm món ruốc nhé, làm sao để sợi nước mốt nó dài, nó ngon mà rất là đơn giản bằng máy xay sinh tố thôi. Nguyên liệu là chúng ta chuẩn bị làm cho mình là 500g thịt lợn xay này. Các bạn thái cho mình thớ dài như thế này nhé. Đây, không thái ngang này mà thái dọc thớ này để cho nó dài, thì khi mà sợi ruốc chúng ta ăn lên nó sẽ dài hơn, nó ngon hơn. Và lưu ý ở đây là chúng ta lên mua thịt thăn nhé, và khi mua về chúng ta rửa sạch lại với nước muối loãng và để thật là ráo nước, và chúng ta thái như này. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị mình này, 1/2 thìa cà phê muối này với 500g thịt này, nước mắm 2 thìa cà phê này. Nước mắm nhiều nhé, nhiều một chút nữa bạn, để cho nó dễ ngấm. Hạt lê 1 thìa cà phê này. Chúng ta ướp này để cho gia vị nó ngấm vào tí nữa. Khi nấu thì chúng ta gần như không cần phải cho gia vị nữa. Nửa thìa cà phê bột ngọt ăn. Và chúng ta trộn này, chúng ta ướp này khoảng nửa tiếng nhé, 20 phút đến nửa tiếng cho nó ngấm đều gia vị để chúng ta mang đi chúng ta xào lên. Rồi, đây là mình đã đều lên, chúng ta chờ đợi nhé. Trong khi chờ đợi cái này được thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến chảo để tí nữa chúng ta rang. Các bạn cho cái chảo sạch vào, thịt đã ướp được 20 đến 30 phút rồi. Các bạn cho lên, các bạn rim thịt nhé để cho thịt nó chín. Vì thịt đã ướp gia vị nên nó sẽ ra một chút nước như này, từ mắm ấy và gia vị. Như các bạn cứ cho nửa bừa thôi, các bạn hỏi cung này để cho có hơi hôi từ thịt nó bay hết đi, và chúng ta xin đến khi thịt chín nhé, khô hết nước là được. Bạn nào thích ăn ruốc ngọt thì các bạn có thể cho thêm ít đường. Mình đây là người miền Bắc, mình chỉ cho ít đường ngọt thôi, và ăn được cay thì cho thêm ít hạt tiêu nữa. Cứ mở vung này để cho hơi nước nó bay đi và cái mùi hôi từ thịt nó bay hết đi, và nhớ cho lửa vừa đấy, không là nó sẽ cạn nước nhanh quá để thịt chưa kịp chín nhé và cháy. Chúng ta rim đến lửa vừa như vậy là thịt nó sẽ chín và nó sẽ hòa quyện vào gia vị như này, và chín bên trong mà nó không bị cháy nhé. Chín thì chúng ta để nguội bớt, thì chúng ta xé ra, sau đó chúng ta mới đi xay nhé. Xé xong chúng ta lại rang lần nữa rồi mới mang đi xay ạ. Làm như vậy thì thịt của chúng ta nó bông, nó ngon và nó sẽ rách rất là nhanh khô khi mà chúng ta rang ấy. Bây giờ mình đảo đều lên ấy, cho nó khô hoàn toàn đi. Sau đó mình sẽ để nguội và đi xé. Thì công một chút nữa ăn sẽ rất là ngon nhé các bạn nhé. Cái gia vị này nó mắm muối này nó hơi vàng một chút như này, thì khi mà chúng ta làm ướp thì chúng ta nó sẽ không bị trắng mà nó sẽ vàng một chút, nhìn nó sẽ rất là ngon ấy. Nhớ là cho nồi vừa và nhỏ để cho nó không bị cháy và ruốc nó chín từ từ, thịt nó chín từ từ. Vì sao lại làm ruốc không luộc thịt, có cách luộc thịt nữa, nhưng mà làm như này thì cái chất ngọt trong thịt nó sẽ không mất đi đâu ấy. Luộc thịt thì nó nhanh hơn, cách nào cũng được, nhưng mà cách như này thì cái vị ngọt từ thịt nó không mất đi đâu, cái nước ngọt ấy. Các bạn cứ đảo cho nó khô một chút nhé, nó càng khô thì ruốc của chúng ta khi chúng ta rang thì nó càng dễ rang nhé. Khi không còn hơi nước bay lên nữa là rồi, hết hơi nước và chúng ta tắt bếp và để nguội nhé, sau đó đi xé. Bây giờ khi nó nguội rồi nhé, thì các bạn xé thịt cho mình. Nó sẽ là xé theo chiều dài của thớ thịt. Xé này sau tí nữa chúng ta rang lại và chúng ta mang đi xay, nó sẽ ăn rất nhiều. Dùng máy xay sinh tố thông thường và các bạn dùng cái chân máy quay, đế máy quay ấy, là cái loại phần cái đế mà nó có cái phần lên phần xuống, mình dùng để xay sinh tố nhé, đừng dùng cái máy xay thịt.
bằng xay giò chả, làm giò chả về cái phần này thay thịt giò chả nó sẽ nhuyễn quá, nó sẽ làm cái ruốc của chúng ta nó bị vụn đấy. Cứ xé như này đến hết nhé. Bây giờ khi mình xé xong chúng ta lại rang thêm một lần nữa để cho nó khô hơn. Và giờ chúng ta sẽ thêm gia vị thêm lần hai. Theo mình thì các bạn thêm lần nữa để cho nó. Còn nếu lần đầu mà các bạn cho đậm quá rồi thì không cần, nhưng mà lần này để thêm một chút nữa để cho nó thơm hơn. Đây mình chỉ cần cho thêm ít nước mắm cho nó thơm. Rang mình rửa vừa cho bay nước hơi nước đi mà nó thơm. Rang xong rồi mình sẽ mang đi xay luôn nhé. Xay được một mẻ rồi, các bạn có thể nhìn thấy sợi ruốc khi xay. Đây các bạn, nó tơi như vậy, rất là ngon. Các bạn khi xay thì các bạn cứ bấm này, khoảng mấy giây rồi các bạn nhả ra. Rồi chúng ta lại xay tiếp lần nữa. Nếu không có máy xay sinh tố thì các bạn có thể dùng khối chúng ta giã và chúng ta xé lại. Xay cái thịt xay sinh tố này nó nhanh hơn mà chúng ta không cần phải giã lại vì nó bông luôn nha. Để đi xay tiếp. Đây mẻ nữa đây thì các bạn sẽ để nó rất là bông, còn một vài cái ruốc mà nó chưa xay được kỹ thì chưa xay nó vẫn còn nguyên thì chúng ta lại bỏ ra xay tiếp. Cứ xay như vậy đến hết nhé, nó rất là đơn giản này các bạn. Còn một vài đường như to chưa hết thì chúng ta lại xay tiếp, cho vào xay tiếp, xay như vậy đến hết. Dịch như này chúng ta cứ làm ruốc này chúng ta ăn ấy, vừa tiện. Mà ăn sáng chúng ta chỉ cần một ít xôi, ít ruốc này nó đủ dinh dưỡng. Không ít trái cây tráng miệng thôi. Cực kỳ nhanh và tiện luôn ạ. Thì chúng ta biết cách này. Ruốc gà cũng làm tương tự nhé. Đây là cái phần xay cuối cùng mình xong. Mình xay rất là sạch sẽ mà không bị dính ạ. Xong rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục rang cái chảo này nhé. Bỏ đều lên để cho ruốc nó tơi đều luôn. Đấy các bạn thấy không? Rất là tơi ngon. Và bây giờ chúng ta sẵn mình rang. Rang xong này mình sẽ đi giã húi gừng. Ban đầu các bạn cứ cho lửa to để cho nó nóng chảo. Sau đó cho lửa nhỏ thôi. Và chúng ta xào khô nó lên. Nửa nhỏ thì nó sẽ không bị cháy và nó sẽ bay hết hơi nước đi. Khô không cần khô kỹ quá vì sâu khô kỹ quá thì ăn nó sẽ không ngon ấy. Mà chúng ta khi làm ruốc và mới gừng xong thì chúng ta sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh ấy. Và chúng ta dùng dần. Khi mà xong này rồi chúng ta sẽ xào khô lên nhé. Ban đầu các bạn cứ cho nửa to cho mình. Giờ khi mà hơi nước bay đều lên như vậy rồi cho nửa nhỏ bớt. Làm sao đến khi nó khô là được. Và mình sẽ xong cái phần ruốc này. Hơi nước bay lên rất là đều rồi. Làm kỹ sao khoảng 15 phút nữa là được. Nếu như cho nửa nhỏ nhé, để cho nó bay thì từ lên không bị cháy ruốc. Và không sao kỹ quá, sao kỹ quá thì nó sẽ khô ruốc, ăn nó sẽ không ngon. Và một bí quyết khi rang ruốc nó nhanh khô và nó không bị sát chảo này, khi rang thì các bạn cứ tì ruốc xuống cái mặt chảo này nhá, thì ruốc nó sẽ bông lên nhé. Và ruốc nó nhanh khô hơn và nhớ là cho nửa nhỏ cho mình. Các bạn có thể không cần rang ruốc cũng được, các bạn cho vào nướng hoặc là nó chiên không dầu, các bạn sấy tầm 80 độ đến 100 độ. Hoặc là nếu nó nướng nhiệt độ nó không được đều thì chúng ta mà nó không mạnh như nó chân không dầu thì chúng ta cho 100 đến 120 độ sấy khoảng 20 đến 30 phút
sau đó chúng ta bỏ ra kiểm tra, không được quẹt giấy tiếp, nhưng không cho nhiệt độ cao nhé, nó sẽ làm cháy nước. Thầy chỉ sấy để cho nó khô, bớt nước khô chứ không phải là sấy để cho, nhưng mà sấy thịt là phải chín, cái này nó đã chín sẵn. Làm như này các bạn thấy sợi ruốc nó rất là ngon đúng không ạ? Tươi ngon và hấp dẫn. Vì thấy hơi nhạt một chút cho nên mình sẽ cho thêm ít muối. Thơm rồi, đủ vị ngọt, đặc biệt chỉ thêm ít muối cho nó đậm thêm chút xíu. Như này là ruốc của mình đã tương đối được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho nó nguội, cho là xong cái phần nào ruốc rồi đấy. Nó rất là đơn giản đúng không ạ? Sợi ruốc rất là dài và tơi, không no, phải xé nhiều, mất nhiều công đoạn. Bạn hãy làm giống mình nhé, để có từng cái cách làm những cái đồ ăn khô rất là đơn giản.